Kính thưa cộng đoàn, như cộng đoàn đã biết, một trong những cơ sở tiền thân của Đại chủng viện Thánh Phaolô Hà Nội là Đại chủng viện Vĩnh Trị. Quý thầy có biết ai là giám đốc của chủng viện Vĩnh Trị từ năm 1948 đến năm 1957 không ạ? Vâng, đó là Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Ngài chịu tử đạo vào ngày 6 tháng 4 năm 1857 tại Nam Định. Giờ đây chúng ta cùng thưởng thức vở kịch với tựa đề Một chứng tá đức tin kiên trung, nói về cuộc đời và cuộc tử đạo của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh do quý thầy lớp thần 2 thể hiện. Xin cộng đoàn chào đón quý thầy một tràng pháo tay ạ. Năm 1793 lớn lên trong một gia đình công giáo đạo hạnh ở một làng quê thuộc xã Trịnh Hà, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Phaolô Tịnh đã tỏ ra là một người đạo đức và sốt sắng yêu mến đạo Chúa Trời. Với khát khao được dấn thân phục vụ nhà Chúa Trời, nên luôn đi theo mỗi khi cha rời đến làng của cậu để chăm sóc đời sống đức tin cho các giáo hữu. Sau nhiều lần đến làm phục vụ tại đây, cha Duệ bắt đầu chú ý đến cậu bé Phaolô. Cha thấy cậu Tịnh tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất nhanh nhẹn và đạo đức, là những đức tính phù hợp với công việc dấn thân làm rạng danh nhà Đức Chúa Trời. Này bé con, lại đây cha hỏi. Bé ngoan lắm, con tên gì? Năm nay con bao nhiêu tuổi? Thưa cha, con là Phaolô Lê Bảo Tịnh, năm nay con 12 tuổi ạ. Cha thấy con chăm chỉ đến đây mỗi khi cha về dạy giáo lý và ban các bí tích cho bà con giáo dân. Con có biết Đức Chúa Lời là ai không? Dạ thưa cha, con biết ạ. Đức Chúa Trời là đứng nên trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Ngài có 30 là cha, con và Thánh Thần ạ. Con thông minh lắm, nhỏ tuổi vậy mà đã nhớ những gì cha giảng. Cha thấy con thông minh, lanh lợi, đặc biệt là có lòng đạo đức sốt sáng. Đây là những dấu hiệu rất phù hợp với việc phục vụ nhà Đức Chúa Lời. Con có muốn đi theo cha để trở thành người rao giảng đạo Chúa cho mọi người không? Dạ con rất muốn ạ. Vậy được rồi, cha sẽ gặp và xin với cha mẹ con để con đi theo học cùng với cha. Bây giờ con hãy dẫn cha về nhà con để cha gặp cha mẹ con nhé. Dạ vâng ạ. Sau khi được cha mẹ đồng ý, cậu Tịnh lên đường theo cha Duệ về xứ Thạch Bát, là nơi cha Duệ đang coi sóc. Ở đây, cậu Tịnh vừa phục vụ, vừa chăm chỉ học tập giáo lý và kinh hồn. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 năm sau, thấy cậu Tịnh rất phù hợp với ơn gọi phục vụ nhà Đức Chúa Trời, cha Duệ quyết định gửi cậu Tịnh theo học tại chủng viện Kẻ Vĩnh thời Đức Giám Mục Giác Cơ Benjamin Longenstein để cậu được học nhiều hơn nữa. Trong thời gian ở chủng viện Kẻ Vĩnh, cậu Tịnh luôn là một người đạo đức và xuất sắc. Đặc biệt, cậu luôn chu toàn bổn phận và giữ tốt luật Chúa dạy. Khi mãn khóa chủng viện Vĩnh Trị, bề trên cử thầy làm giáo thị và giáo sư chủ viện. Từ ngày làm giáo sư chủ viện, thầy Tịnh càng chu toàn các nhân đức, ngay cả những điều nhỏ mọn nhất cũng được thầy giữ một cách vẹn toàn. Thầy dùng chính gương lành nhân đức của mình để cho các chúng sinh hóa dưới noi theo. Dù có là người khó tính đến đâu cũng không chê trách thầy điều gì. Tuy nhiên không vì thế mà thầy cận mình kiêu ngạo hay chê nản việc bổn phận, mà càng siêng năng và nhiệt thành hơn nữa. Thầy Tịnh ảnh hưởng đường lối tu
cha Harvard, giám đốc chủ viện, thích đời sống khắc khổ của các thánh tu rừng như thánh Anton, nên tập bớt ngủ, ăn chay hãm mình, nằm ngủ dưới đất. Đặc biệt mỗi ngày, thầy lén để dành một phần cơm phơi khô, chuẩn bị trốn đi tu rừng. Một ngày kia, thầy đã âm thầm bỏ chủ viện để lên rừng Bạch Bác tập sống đời ẩn tu. Thầy đã tìm được một cái hang yên tĩnh để cầu nguyện chiêm niệm. Thầy tự tay trồng khoai mì để sinh sống. Đến mùa phục sinh, đoán trước thầy định sẽ tìm đến linh mục để lãnh nhận bí tích giải tội. Đức cha Sakya Rangasa chỉ thị cho các cha không được giải tội cho thầy định và phải thuyết phục thầy trở về. Thầy định khải trang, đứng xếp hàng xen lẫn với các tín hữu vào tòa cáo giảng. Nghe cách thức xưng tội, cha Pierre Eros tấn tiên đoán và tra hỏi, nhưng thầy định chỉ trả lời quanh co bằng những lời thật khôn khéo. Sau cùng, thầy định thành thực thú nhận sau khi nghe lời khuyên nhủ của cha tấn. Thầy nhận ra ý muốn của bề trên là ý muốn của Thiên Chúa. Thầy can đảm trở lại chủng viện kẻ vĩnh thú tội với cha nhân, tiếp tục học thần học và dạy tiếng Latin. Năm 1837, thầy định lãnh sứ mạng sang truyền giáo tại Lào. Khi vua Minh Mạng gia tăng khách hải đảo, chủng viện Vĩnh Trị phải giải tán. Đồng thời, nhiều cha bị bắt, toàn truyền giáo tại Lào trở về nước, chuẩn bị cho công tác mới. Năm thứ 18 triều vua Minh Mạng. Loa 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 loa, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biến. Hiện nay trong nước tà đạo gia tô đang có nguy cơ gây hại đến thuần phong mỹ tục của đất nước. Vì thế chấm dùng thánh chỉ này để bố cáo cho thiên hạ biết, toàn dân phải tránh xa tà đạo này. Lệnh cho các quan tuần phủ, tri huyện, chánh tổng, lý trưởng ra sức lùng soát và tiêu diệt đạo gia tô. Không thử loa 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 loa. Trong thời kỳ này, mặc dù cuộc đánh hại đạo đang diễn ra vô cùng gay gắt, nhưng thầy định vẫn lui tới các sứ đạo để chăm sóc đời sống đức tin cho bà con giáo lý. Được biết khu vực tỉnh Hà Nam là nơi có Tây Dương đạo trưởng thường xuyên lui tới, quan quần phủ và các chi huyện ra sức đánh hại đất cao vùng này. Cụ thể, vào mùa đông năm 1841, nhận được tin báo rằng địa bàn làng Thạch Tổ đang chứa chấp Tây Dương đạo trưởng, quan chi phủ đưa quân về lên làng Thạch Tổ với mục tiêu bắt bằng được Tây Dương đạo trưởng. Chúng bay đâu? Phải bắt bằng được Tây Dương đạo trưởng biết chưa? Dạ, bẩm quan, chúng con xin tuân mệnh. Này ông già, Tây Dương đạo trưởng hiện giờ đang ở đâu? Dạ bẩm quan, ở đây không có ai tên là Dương cả. Ừ, thế lão già này, bao nhiêu tuổi mà điếc nặng thế à?
tao đang hỏi là chúng mày giấu Tây Dương đạo trưởng ở đâu? À, nghe rồi, chúng tôi không biết Tây Dương đạo trưởng nào cả. Mày muốn cãi à? Rõ ràng tao được tin báo là ở cái làng Thạch Tổ này có chứa chất Tây Dương đạo trưởng. Mày thích cãi không? Mày có tin ông xin với quan chấn đầu của nhà này không? Xin quan thương tình, thực sự chúng tôi không biết Tây Dương đạo trưởng là ai. Quan thấy đấy, chúng tôi chỉ là nông dân suốt ngày lam lũ, nào có biết đến Tây Dương hay Đông Dương đạo trưởng nào đâu. Xin quan xét cho. Dạ, bẩm quan lũ, chúng con đã tìm và tra hỏi rất kỹ, nhưng không thấy tung tích của tên Tây Dương đạo trưởng nào cả. Đã mất công đến đây thì cho dẫn tất cả dân làng đến đây để kiểm tra thêm một lần nữa. Dạ, con xin vâng lời quan ạ. Đưa hết dân làng Thạch Tổ đến đây. Quân chuẩn bị di chuyển thì một tên lính trông thấy thầy Tình mặc áo thông trùng đi từ trong nhà ra, khác hẳn với dân chúng, liền xin nghi và kéo thầy về phía quan. Nhanh, lại đây. Dạ bẩm quan, tên này mặc áo giống Tây Phương đạo trưởng mà trước đây chúng ta từng bắt được. Ông có phải gặp chúng không? Bẩm quan, cái mũi dài thế này chắc chắn là Tây Dương đạo trưởng rồi. Nếu quả thực ông không phải đạo trưởng thì ông hãy đạp lên cây thánh giá này để chứng minh đi. Ông làm xong ta sẽ tha ông về. Nếu mày không bằng lòng dẫm lên, tao sẽ cho chém đầu. Thưa quan, tôi có bị chém chết mới mong được sống lại. Đã chết rồi thì sống lại cái gì nữa? Mày có bị lần không đấy? Thằng này đích thực là đạo trưởng rồi, quân đâu giải nó về cho tao. Dạ, quân lời. Dù thế nào, thầy Tịnh cũng không chịu dẫn lên thánh giá. Vì thế mà quan quân đã áp giải thầy về lao tù tại Hà Nội. Sau khi bị giam trong ngục 2 ngày, thầy Phong Môn lên Bảo Tịnh bị đưa ra công đường xử án. Lĩnh tâu, truyền phạm nhân. Dạ, tuân mệnh. Truyền phạm nhân lên Bảo Tịnh. Lạy ông Tịnh, ta thấy ông cũng là người hiền lành, tại sao ông lại đi theo tà giáo? Thưa quan, sao quan lại bảo tôi theo tà giáo? Cả tôi và quan đều là con Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trời đất, và cũng chính Ngài dựng nên ông, tôi và mọi người ở đây.
Tôi tôn thờ đứng dựng nên tôi chẳng lẽ không chính đáng mà phải đạo? Cớ sao quan lại trách tôi? Lão sượng, rõ ràng là ta do cha mẹ ta sinh ra, mà ngươi dám nói ta được tạo nên bởi người khác chứ? Ngươi định dùng tà thuật để mê hoặc bổn quan sao? Tôi không mê hoặc quan, tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Vậy ta hỏi ngươi, nhà ngươi có chịu dẫm lên thập tự giá không? Cả đời tôi tôn thờ đứng dựng nên tôi, giờ có chết tôi cũng không bao giờ chối ngài. Quân cứng đầu cũng bỏ lành. Chưa cho ngươi biết sự lợi hại của bổn quan thì ngươi chưa biết sợ là gì phải không? Quân đâu? Dạ, có chúng con. Đánh tên này 30 trượng. Tuân lệnh. Thế nào? Nhà ngươi biết sự lợi hại của bốn đại nhân chưa? Dù đại nhân lợi hại thế nào cũng không bằng Thiên Chúa tôi thờ được. Quan phủ thấy thầy Tịnh là người căn bản, biết không thể dùng nhục hình mà ép buộc thầy, nên đành dỗ ngon dỗ ngọt. Này ông Tịnh, bổn quan thấy ông cũng là người hiền lành. Ông xuất giáo đi, bầu ta cho về với vợ với con. Thưa quan, tôi không có vợ con. Không có vợ con sao? Ta hỏi ngươi, tại sao các đạo trưởng có thể sống độc thân được? Đàn ông là phải long thê bảy thiếp. Bổn quan đây, riêng phu nhân chưa kể tỳ thiếp đã cả chục người rồi. Người độc thân là nhân, người có gia đình thêm một nét nữa thành nghiện, người nhiều vợ thêm một nét nữa thành khuyển. Lão sư, nhà ngươi dám nhục mạ bổn quan, dám ý bổn quan với chó hay sao? Quân đâu? Và cái năng nói cho tao. Nay thì bảo đại nhân là khuyển này, nay thì bảo đại nhân là chó này. Thấy thầy Tinh trả lời vậy, quan sợi lắm, phần đáp là vì ông mới chỉ có sự đáp đại của thầy Tinh, nên quan truyền cho các thiên linh ép thầy phải dâng lên thầy sao. Nhà ngươi thật cứng đầu, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không dẫm lên thập tự giá, bổn quan sẽ chém đầu nhà ngươi. Dù quan có ép thế nào, tôi cũng quyết không bao giờ dẫm lên thánh giá Chúa tôi đâu. Khá khen cho sự can đảm của nhà ngươi, nhưng ngươi nghĩ rằng bổn đại nhân không có cách nào ép được ngươi dẫm lên thập tự giá hay sao? Lính đâu, khiêng hắn lên rồi đặt chân hắn lên thập tự giá cho ta. Tuân lệnh. Mày với mày giữ hai tay để tao cho mày kéo chân nó xuống. Ê, sao mà chân thằng này chặt thế, không kéo được. Ép mãi không được, quân lính mất hết kiên nhẫn. Một tên lính rút gươm ra định chém thầy. Mày có tin tao chém chết mày đúng không? Để tao xem khổ mày cứng hay là thế nào cứ. Chú có chém thì chém, tôi có sợ chết đâu. Nghe thầy Tịnh nói vậy thì bỗng dưng tên lính thấy rụt rè, không dám hùng hổ như trước. Đời làm lính bao nhiêu năm, chứng kiến nhiều cái chết của phạm nhân, nhưng việc phạm nhân không sợ chết như thầy Tịnh là trường hợp đầu tiên mà hắn gặp. Tôi chém đầu ông mà không sợ sao? Chú có chém đầu này thì tôi lại được đầu khác. Thấy thầy Tịnh cứng đầu cứng cổ như vậy, quan quyết định chém đầu thầy. Bay đâu,
giáp tên này vào bụng, cho có phê chuẩn của nhà vua sẽ chọn ngày mang hắn ra xử trảm để làm gương cho dân chúng. Tuân lệnh. Tình trạng Thầy Tịnh chịu cảnh tù ngục như vậy kéo dài 7 năm. Ngày 20 tháng 4 năm 1843, Thầy đã viết một lá thư dài cho chủ viện Kẻ Vĩnh. Cũng năm đó, vua Thiệu Trị cải án xử trảm của Thầy Tịnh, sang án lưu đày trung thân, biệt xứ suốt đời ở Phú Yên, tỉnh Bình Định. Trong khi Thầy bị giam tại lao trấn phủ, để chờ các tù nhân khác cùng đi lưu đày, nhiều người lương dân và cả quan nghe tiếng các đạo trưởng có tài chữa bệnh thì tìm đến Thầy. Thực sự, Thầy Tịnh không có khả năng đó, nhưng rồi Thầy cũng cầu nguyện xin sức mạnh chữa lành của Chúa, rồi lấy cao nóng sáng vào đôi mắt vàng của quan Nguyễn Đình Tân, và ông đã được chữa khỏi cách lạ lùng. Đến khi vua Thiệu Trị băng hà, vua Thượng Đức lên nối ngôi, ban lệnh ân xá, Thầy Tịnh được phóng thích trở về chủ viện Vĩnh Trị đã được tái lập. Cũng trong thời gian này, Đức Cha ra lệnh Thầy học làm lễ và đã truyền chức linh mục cho Thầy. Khi ấy, Thầy 56 tuổi. Năm 1849, Cha Tịnh được cử làm giám đốc chủ viện. Cha cổ võ đời sống nội tâm rất mạnh nơi các chủ sinh. Cha hâm mộ kinh thánh và có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt. Cha thường gần chuỗi ăn chay trước các ngày lễ kính Đức Mẹ. Cha nói, mọi ơn được ban qua Đức Mẹ, yêu mến Đức Mẹ thì Mẹ sẽ dẫn đến với Chúa. Cha đề cao đời sống cầu nguyện, vì cầu nguyện có sức mạnh cứu các linh hồn và làm cho người ta được ơn biến đổi hơn cả người già. Cha có một phong thái dân lễ rất xuất sắc và rất chịu khó giải tội như Thánh Gioan Vianney. Dường như Chúa muốn chọn Cha Phaolô lên bảo tịnh trở thành một nhân chứng đức tin kiên trung, nên một lần nữa Ngài lại rơi vào cảnh lao tù. Mặc dù quan Nguyễn Đình Tân nhớ ơn cũ hết lòng che chở, nhưng Cha Tịnh cũng bị vây bắt bất ngờ tại chủ viện Kẻ Vĩnh. Với phương châm đánh thắng là phải đánh dầm đầu, nên chúng chỉ bắt một mình Cha cả thôi. Mở cửa! Mở cửa mất! Mở cửa! Chờ một chút, ra ngay đây ạ! Thằng nhãi này! Mày biết ông gọi mày bao nhiêu câu rồi không ạ? Mày mà làm chậm trễ được của ông đóng trong đầu của nhà mày đi! Vừa dứt lời, không đợi Thầy chủ sinh kịp phản ứng, quân lính đã xông thẳng vào trong chủ điện. Vì trong số quân lính đi lùng bắt Cha Lê Bảo Tịnh lần này, có một số tên đã từng bắt Ngài trước đây, nên rất quen mặt Ngài. Vừa gặp Cha Tịnh tại nhà huyện, chúng đã xộc tới và trói Ngài lại. À, đây rồi! Vua khổ ra! Cứ vậy, quân lính đôi Cha Tịnh về phủ nha, mà không để cho Cha có cơ hội dặn dò các chúng sinh một lời nào. Các chúng sinh ai cũng rơi nước mắt mà không biết phải làm sao, chỉ biết đứng nhìn cho đến khi bóng Cha và quân lính mất dần sau đặng trên đầu đài. Nên quan Tổng đốc Hưng cũng có ý muốn tha cho Cha Lê Bảo Tịnh. Lính đâu?
giải đạo trưởng vừa bị bắt nên ta gặp. Bẩm quan xin tuân lệnh. Ông biết quan Nguyễn Đình Tân chứ? Thưa quan, tôi có biết. Tôi đã từng chữa bệnh cho ông ấy nên tôi có nhớ. Ông ấy có nhờ ta tha cho ông, ta xem thấy ông cũng không có tội gì. Vậy nên bây giờ ông chỉ việc khai rằng ông là thầy dạy chữ nho, biết bốc thuốc rồi bước qua thập tự giá, thì ta sẽ thả cho ông về. Ông nghĩ sao? Quan có lòng thương đến tôi thì tôi xin đa tạ quan. Nếu quan chuyển chém tôi cũng bằng lòng. Còn việc dẫm lên thánh giá và chối bỏ đứng tôi tôn thờ thì không bao giờ. Ta không hiểu đạo ông, và ta cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng chẳng lẽ ông không muốn sống sao? Ông biết ta là người có quyền tha cho ông và cũng có quyền chém đầu ông không? Ta khuyên tận ông, loài chim muông còn biết tiếc sự sống, huống chi ông là con người. Mà ta có truyền điều gì khó đâu. Ông chỉ bước qua thập giá một bước, ta sẽ tha ngay. Thần xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý. Nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được. Ông thật cứng đầu cứng cổ. Vì ta để quan Nguyễn Đình Tân nên muốn tha cho một mạng. Nay ông đã muốn chết thì ta sẽ cho ông ta nguyện. Lính đâu? Ra bông ta ra, chờ ngay xử trá. Xin tuân mệnh đại nhân. Nghe thấy quan chuyển lệnh như vậy, Cha Tịnh cảm thấy vui mừng và chuẩn bị sẵn sàng dọn mình cách chọn. 12 ngày trước khi bị xử tử, ngày 24 tháng 3 năm 1857, Cha Tịnh đã viết một lá thư dài cho chủ viện với tâm tình rất sâu sắc. Cũng như thư trước, sau khi tả cảnh khốn cùng và những phấn đấu vật vã trong lao tù, ngài tin tưởng: tôi vẫn thầm xác tín rằng không gì có thể làm cho tôi xa lìa tình thương của Chúa Giêsu Kitô, dù lao tù, dù đói khát, dù gươm giáo, dù sự chết, là vì chính Chúa Giêsu là sự sống của tôi. Lần thứ hai này, Cha Tịnh bị cầm tù 38 ngày. Trước ngày tử hình, Cha còn nói: là đạo Phật thì dù có bị bắt bớ tàn phá cũng không hề gì, trái lại sẽ còn đông người theo. Ngày 6 tháng 4 năm 1857, Cha bị điều ra pháp trường bảy màu, ăn mặc chỉnh tề nhưng để tiến lên bàn thờ hiến lễ cuộc đời, trên tay vẫn cầm cuốn sách nguyện và tràng hạt lân côn. Phạm nhân Lê Bảo Tịnh, tức Gia Tô đạo trưởng, chạy theo tà đạo mê hoặc dân chúng, theo thánh chỉ của hoàng thượng kết tội xử trảm. Giờ ngọ ba tháng đã đến. Trả. Thank you.
sau khi bị chém đầu, các chúng sinh và bà con giáo dân đến lúc thi hài ngài về an táng tại Vĩnh Trị. Dòng họ tử đạo của cha Phaolô Lê Bảo Tịnh đã trổ sinh hoa trắng, biết bao tín hữu nhờ cuộc tử đạo của ngài mà trở nên kiên vững hơn trong đức tin vào Chúa. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, cha Phaolô Lê Bảo Tịnh được tuyên phong lên thánh lên phước và thờ tự thánh cha Gioan Phaolô II tuyên thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Vâng, cậu đã có thấy tiết mục của Quý Thầy Lần Hai đặc sắc không ạ? Vâng, chúng ta có tay giòn giá đã cho thấy điều đó.